Má này cao quá, bắt meo meo thôi nha, đứng sâu quá bỡ cầu nha. Ồ mẹ này bỡ rồi, không được đâu, chắc xa gần tí đi. Xa gần tí nữa đi. Ừ, ra tới miếng giò ngoài đi. Khỏi miếng vừa luôn, khỏi miếng vừa luôn đi. Ờ rồi vậy được rồi. Rồi vậy đi. Gần quá nó ở liền. Ừ, thì đó đó, mình sợ cái đó. Cái qua cua đó nó không giật mới khó. Những qua cua á, chạy giật thì nó dễ lắm, mà chạy mà để im nó mới khó. Cái đó nó mới khó. Bởi hỏi sao lại tôi qua cua nó không giật, nó có cái kỹ thuật. Anh không biết đâu, đụng nó gặt cái rồi tôi cắm đầu, cắm đầu. Trời ơi, dùng chơi hỏi giật cái đụ băm ba trường nó dở. Dở là đầu tôi nói thằng nào lấy tay chân qua mà chân á. Tôi nói hết trong cái dàn cách này, tôi nói thằng nào mà hơn ông đủ hết, tôi đưa đầu lên đó chặt 80 phút, tôi xin của mình. Yeah. Chạy với cách á, không có nào qua ngoài được đâu. Cửa đâu, nói thiệt luôn. Đủ nó thiệt lầy, nó thiệt ông nghe. Cách lúng mà thằng nào ăn được cặt á, nó phải là cơ khơ được xuống là ở dưới luôn á. Xuống đây. Rồi, hút rồi. Cái này xuống không em đâu. À, ghê hồn không? Tính là bắt xa chứ còn muốn bỡ nữa không? Phải bắt sát vô một chút là bỡ rồi đó. Chút là bỡ rồi. Ừ. Lấy lại dân ơi. Xuống đi sửa lại. Ở này xuống đâu bằng cá, cá nó uống ruột chứ không phải uống ruột đâu. Thì cá gà đi xuống mới ghê. Không bắt tiêu luôn. Cái bằng nào này là phú dân chứ sao nói. Dạ dính được cái ốc dừa. Tới lấy qua đây đi. Tới lấy qua. Ừ. Vậy cũng được rồi. Hồi máy này xuống qua đây chút. Rồi vậy đi.
giữ luôn hay ha, được cái giò tắt máy luôn. Lên mạng luôn á. Lên mạng luôn á. Quay ra, quay bên đây. Là giờ có rồi đó. Ừ.